Sáng nay tại phiên họp lần thứ tư, tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Trần Sĩ Thanh tiếp tục lắng nghe và trao đổi về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Trong 6 doanh nghiệp gửi kiến nghị đề xuất thành phố tháo gỡ khó khăn, có 3 doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm và huyện Đông Anh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh trao đổi với các chủ đầu tư và các đơn vị địa phương liên quan về thực tế khó khăn của từng dự án. Từ đó, chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo tổng hợp, sớm báo cáo Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng xem xét, giải quyết. Dù đã có nhiều cảnh báo của các chuyên gia, nhưng giá chung cư ở Hà Nội vẫn đang bị thổi giá. Hiện tượng giao dịch ảo, giá ảo vẫn xuất hiện. Với mức trung bình 36 triệu đồng mỗi mét vuông như hiện nay, giá bán chung cư thứ cấp trong quý 1 ghi nhận mức tăng theo năm cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 17%. Giá chung cư mới cũng đang ở ngưỡng rất cao, trung bình 59 triệu đồng một mét vuông, tăng 14% theo năm. Chung cư cũ rồi đất nền cũng tăng giá ở mức phi lý. Việc tăng giá quá nhanh ở mức cao được xem là giá ảo khi nhìn trên mặt bằng chung của thu nhập, trượt giá, lạm phát, nguồn cung và cả nhu cầu ở. Rõ ràng đây là chiêu trò lũng đoạn thị trường để bán sản phẩm của một nhóm các nhà đầu cơ và môi giới bất động sản. Cơn sốt ảo của thị trường bất động sản thời gian qua còn đến từ tâm lý FOMO hay tâm lý khi sợ bị bỏ lỡ. Nhiều người dù rằng chỉ mới đi xem, đi khảo sát nhà nhưng đã vội vàng chốt cọc ngay trong cùng một buổi. Tâm lý đang được giới đầu cơ môi giới lợi dụng để thổi giá, dẫn tới việc giá chung cư tăng cao phi mã. Cũng theo chuyên gia, việc quyết mua nhanh, mua sợ hết trái ngược hoàn toàn với diễn biến tâm lý bình thường khi phải cân nhắc, suy xét và so sánh đem tiền, thậm chí là gia sản một đời tích cóp để mua một tài sản giá trị lớn như bất động sản. Để bình ổn, tiến tới lành mạnh hóa thị trường, trong các bản tin nhà đất và đầu tư, chúng tôi đã đề cập tới những giải pháp như cần có chế tài xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn giá trong thị trường bất động sản, truy thu thuế với giới đầu cơ. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng phải sớm xây dựng hệ thống dữ liệu cơ sở đất đai bởi đây sẽ là công cụ quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án và hơn cả là minh bạch hóa thị trường. Tuy nhiên, công tác này lại đang gặp khó khăn. Tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, ngoài xác minh theo hiện trạng sử dụng đất, công tác quản lý đất đai vẫn đang phải sử dụng hai bản đồ địa chính của hai thời kỳ khác nhau với nhiều thông tin bị sai lệch. Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu đất đai từ xã đến huyện chưa được thực hiện, nhiều khâu vẫn phải tra cứu thủ công. Mong muốn của cấp dưới, của cái cán bộ cơ sở ấy, là sớm cái hoàn thiện cái hệ thống dữ liệu địa chính một cách ổn định để có cơ sở để tra cứu nó dễ dàng hơn. Ví dụ như bây giờ, hiện tại như để tra được một cái hồ sơ thì địa chính lại đều phải là xin ý kiến của bên văn phòng đăng ký đất đai, và văn phòng đăng ký đất đai họ cũng lại phải tra hồ sơ xong đấy mới gửi lại được. Thì hiện tại bây giờ là nó chưa liên thông nên là việc là địa chính cũng chưa thể tra cứu những cái hồ sơ trên hệ thống. Không chỉ ở huyện Mê Linh, tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân chính là do việc đầu tư nguồn lực còn hạn chế. Bên cạnh đó là những vấn đề chưa thể xử lý như hồ sơ, tài liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, thông tin dữ liệu không thống nhất, dữ liệu rất lớn, phức tạp, có nhiều thông tin biến động gây khó khăn cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, trong các cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cũng sẽ có cơ sở dữ liệu giá đất. Theo nhiều chuyên gia, thu thập, cập nhật giá đất sát giá thị trường là việc không đơn giản. Cơ sở dữ liệu đất đai của chúng ta hiện nay là chưa đầy đủ, chưa có cái sự liên thông, và chúng ta có cái phương pháp xác định như thế nào, phương pháp nào để xác định cái giá đất theo đúng với sát với giá thị trường thì đây là cũng cái vấn đề rất là khó. Cơ sở dữ liệu số sẽ là công cụ quan trọng trong việc truy thu thuế từ tình trạng nhà hai hợp đồng hay nhà hai giá đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Với việc đặt sát giá thị trường với từng khu vực, tỉnh thành để áp giá, mọi giao dịch đều ở trên sàn và có quy định rõ ràng. Các thông tin trên hợp đồng sẽ đảm bảo tính chính xác và có chế tài xử lý vi phạm. Việc nộp thuế đúng và đủ sẽ tránh nhiều tiêu cực cũng như hệ lụy.
Thực ra cái việc hai giá thì chúng ta đều nhìn thấy, nhưng cái cơ bản nhất là bây giờ cái cách tính thế nào để cho nó đi về một giá, cách tính nào để cho nó sát với thị trường là một cái vấn đề không phải chuyện đơn giản, và chúng ta đang chưa có những cái công cụ, những cái hạ tầng. Theo số liệu từ Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 43 triệu thửa đất và hơn 22 triệu hồ sơ về đất đai được chuyển hóa và số hóa thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đưa vào khai thác sử dụng. Nhìn vào những con số này, có thể thấy công cuộc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn tương đối dài, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải thực sự quyết tâm và dành nhiều nguồn lực thực hiện. Luật đất đai năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ mô hình hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng bộ đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước. Đối với cơ sở dữ liệu đất đai do trung ương xây dựng, gồm 4 dữ liệu thành phần: dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, dữ liệu về khung giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản về đất đai cấp vùng và cả nước. Đối với cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương xây dựng, trên cả nước có 63 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó có 455 trên 705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính với hơn 46 triệu thửa đất đưa vào vận hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp. Nguyên tắc xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 1. Việc xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, khoa học, kịp thời. 2. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được thực hiện theo quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 3. Các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải được xây dựng đồng thời và được liên kết, tích hợp với nhau. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính làm cơ sở để xây dựng và định vị không gian các cơ sở dữ liệu thành phần khác của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 4. Quy mô tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện. Xác định nguồn gốc đất, định giá đất cũng đang là khó khăn, khiến một số quận huyện trên địa bàn thành phố gặp khó khăn để hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cũng như tạo cơ hội để xử lý vi phạm. Như tại huyện Chương Mỹ, trong 2 năm qua, số thửa đất mà huyện đưa ra đấu giá rất thấp, không đáng kể. Ngoài việc lãng phí nguồn tài nguyên thì đây cũng là lý do khiến địa phương này không có kinh phí để xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Huyện Chương Mỹ kiến nghị các sở ngành thành phố xem xét tháo gỡ khó khăn trong xác định nguồn gốc, định giá đất để huyện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024. Đây cũng là khó khăn khiến Thạch Thất chưa thể xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép chung cư mini My House ở xã Tân Xá, dù đến nay đã hoàn thành xong việc tháo dỡ tầng 8 và tầng 9. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, hiện vẫn chưa xác định rõ diện tích đất vi phạm. Cụ thể, vị trí phần đất ở, phần đất trồng cây lâu năm, các cơ quan nhà nước không có hồ sơ, cơ sở xác định vị trí đất ở nên khó khăn trong thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Huyện đã có văn bản gửi sở, ngành, thành phố đề nghị hướng dẫn. Xin nhắc lại là chung cư mini My House cao 9 tầng với gần 200 căn hộ, quy mô như một khu nhà ở xã hội. Công trình bị phát hiện sai phạm khi đã đưa vào sử dụng và đang tìm khách thuê. Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mức xử phạt nếu không đăng ký đất đai lần đầu, cũng như việc sử dụng giấy tờ giả khi làm thủ tục liên quan đến đất đai. Theo đó, đối với trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, người dân sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị, thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt nêu trên. Bên cạnh đó, hành vi sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 30 triệu đồng. Trong thời gian tới, tại Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá nhiều lô đất. Cụ thể, ngày 27 tháng 4, quận Long Biên sẽ đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3 trên CT12. Khu đất có tổng diện tích hơn 15.500 m2, giá khởi điểm là hơn 51 triệu đồng một m2.
Còn tại huyện Quốc Oai, ngày 25 tháng 4 sẽ đấu giá 34 thửa đất tại 3 dự án DG06-2018 xã Cấn Hữu, DG08-2019 xã Sài Sơn và điểm đấu giá số 2 thôn Khánh Tân xã Sài Sơn, giá khởi điểm từ 24,8 đến 52,8 triệu đồng một mét vuông. Theo danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 của thành phố Hà Nội, có nhiều dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đáng chú ý, hai khu đô thị đầu tiên được triển khai lựa chọn nhà đầu tư kể từ khi quy hoạch phân khu sông Hồng được phê duyệt. Thứ nhất là dự án khu đô thị thông minh, sinh thái, rộng 268 ha gần cầu Nhật Tân thuộc địa bàn các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh. Thứ hai là khu đô thị sinh thái đa chức năng phục vụ du lịch sông Hồng nằm tại các phường Liên Mạc, Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, có diện tích 94 ha. Bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.